Mọi người bây giờ bệnh trạng rất nhiều do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là ăn uống và sinh hoạt. Một là ăn uống sinh hoạt không đúng cách, hai là nguồn thực phẩm bị ô nhiễm. Vậy chú có cách nào giúp mọi người minh định, sáng suốt trong ăn uống sinh hoạt để đỡ bệnh tật? Chứ cứ ăn uống và sinh hoạt không đúng cách rồi lại sinh bệnh, rồi chú lại giúp chữa lành thì không bao giờ hết được bệnh ạ. Bây giờ chúng ta phải hiểu như thế này. Chú ở bên đây chú gặp rất nhiều những anh chị em gọi là sống trung lưu và thượng lưu. Người ta ăn uống rất là kỹ những cái loại thực phẩm là gọi là organic đó, và được trồng trọt cũng như là được bán trong những cái tiệm Whole Foods, rồi những cái nơi sản xuất ra đặc biệt không. Nhưng mà tại sao vẫn bệnh? Họ đã ăn mười mấy năm, 20 năm rồi. Họ ăn rất lâu rồi, từ khi mà những nhà khoa học biết rằng những loại thực phẩm tươi được trồng trọt và dinh dưỡng bằng một cái thực phẩm gọi là không có hóa học, được trồng trọt và chăn nuôi, thì những cái thực phẩm nó rất là mắc so với những thực phẩm bình thường. Nhưng tại sao những người đó vẫn bị bệnh? Vẫn bị bệnh, mà những bệnh nặng luôn không à? Không phải là những người đó ăn thực phẩm mà là healthy, thực phẩm mà trong sạch, thường hạn mà lại khỏe mạnh đâu, vẫn bị bệnh. Đó là những cái điều mà người ta cũng không biết tại sao. Nhưng mà họ nói rằng có thể là đỡ hơn, có thể là ít bệnh hơn. Cái đó thì mình không biết như thế nào, nhưng mà vẫn bệnh. Và chú thì gặp những người đó rất là nhiều. Thì cái đáp án mà để giải quyết những cái bệnh trạng đó, ngoài cái thực phẩm ra còn một vấn đề tối quan trọng nữa, đó là phần năng lượng. Như chú đã trình bày trong nhiều lớp học, là chúng ta, phần năng lượng hoạt động của chúng ta trong thời điểm hiện tại có 70% thôi. Cái năng lượng mà cơ thể chúng ta hấp thụ được cái năng lượng ở ngoài không gian, giống như là hấp thụ qua phần dinh dưỡng. Cái hệ thống não bộ chúng ta, cơ thể chúng ta hoạt động chỉ có 70%, còn 30% không phát huy được. Vì vậy khi mà một số anh chị em bước vào NLG thì sử dụng những công thức và học những công thức của NLG thì sức khỏe thay đổi, bệnh trạng thay đổi. Và còn đặc biệt nữa là còn trở lại thời kỳ thanh xuân nữa. Đây là một cái điều mà lạ lùng hơn từ xưa tới nay. Phải nói là không có trong lịch sử của con người. Không thể nào làm được trở lại thời kỳ thanh xuân. Đó là cái điều đặc biệt. Và lý do đặc biệt này là do chúng ta biết cách lấy năng lượng và chúng ta nâng cấp tần suất hoạt động của não bộ trước tiên. Kế đến là chúng ta dùng cái phần năng lượng này, chúng ta kích thích tế bào gốc qua cái hình ảnh của con gà ấp trứng mà chú đã trình bày trong những lớp học đó. Phải có sự kích hoạt, phải có sự nâng cấp, phải có sự bổ sung năng lượng. Thì khi cơ thể chúng ta hoạt động với cái chỉ số phần trăm cao thì giải quyết những cái bệnh trạng rất là dễ dàng chứ không có. Mặc dù chúng ta đang sử dụng một số thực phẩm bị hóa chất, bị ô nhiễm, bị trồng trọt, rồi không khí ô nhiễm, rồi nước ô nhiễm. Rất nhiều những cái sự việc đó làm cho sức khỏe chúng ta bị tổn thương. Mà ở đây là sự việc chung cho tất cả mọi người chứ không phải riêng gì cá nhân nào hết. Rồi chúng ta sử dụng những phương tiện khoa học kỹ thuật như máy lọc nước, tối tân, 5-6 nghìn đô la một cái. Rồi những cái hệ thống lọc nước hiện đại, tốn rất nhiều tiền, nhưng mà chúng ta vẫn bị bệnh. Đó là lý do mà chú biết tại sao chúng ta bị trở ngại vấn đề này. Để giải quyết vấn đề này thì chúng ta có những cái đáp án. Mà đáp án đầu tiên mà chú trình bày bên trên là phải biết cách lấy năng lượng. Cái thứ hai là chúng ta dùng năng lượng để chúng ta cải thiện môi trường xung quanh của mình. Thì hai yếu tố này song song nếu mà kết hợp với nhau thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cái tuổi thọ lâu dài lắm. Và bệnh trạng của chúng ta cũng sẽ là giảm rất là nhiều. Không phải như hiện tại bây giờ. Rồi, con thông dịch phần này đi. Dạ. So I have a question here. Since we are talking about foods and drinks and lifestyle, someone said, "Dear Mr. Lay, nowadays we suffer from different illnesses due to many reasons, one of which relates to our diet and lifestyle. One is that we don't do it properly, the other is having contaminated food source. Could you please help people to become wise and clear on their diet and lifestyle to prevent illnesses? Because if this doesn't change for good and we keep relying on your healing support, then we won't get rid of the illnesses." Mr. Lay explained that So he said, over here in America where I live, I meet a lot of people who are in middle and upper class who really take care of their diet. They eat organic foods all the time, and they buy all of the, these really nutritious food to eat. And they have been going on with that diet for a very long time, since science have shown us that organic food is much better, even though it's a lot more expensive. However, these people who eat organic food and really taking care of their health still end up with illnesses. So that doesn't necessarily completely prevent illnesses. And a lot of people still don't know why. Perhaps they do end up with illnesses, but it could be milder. But at the end of the day, they still suffer from illnesses. It's not that they're completely immune. And so Mr. Lee explained that, so other than the food and drink that we consume, we need to think about this in terms of energy perspective. And as I have presented to you many times, for now, our way of taking in energy from outer space, it's only up to 70%. So there's still 30% that hasn't been utilized. So when you come to NLG and when you practice and learn about NLG, your illness would change for the better, because you would know how to utilize it. And more especially, you would be able to practice the formula to go back to be useful. And that is because we know the accurate technique to get the energy to upgrade our brain activity, and that is enabled all because we have been activated, we have been upgraded, and energy has been added to our system. So with high level of energy, we'll be able to deal with these illnesses a lot more effectively. As we can see that even though we have been consuming food and drink, and even breathing polluted air, that has brought a lot of damages to a lot of people. It's not, it's a really big issue for everyone. And even a lot of people use water purifier, and yet they still end up with a lot of illnesses. So the point is, we need to know how to harness energy, how to get it in order to upgrade, to improve the environments around us. And with these two factors, we can ensure that our longevity can be increased. That's all that. Rồi bây giờ chú trình bày thêm là não bộ của chúng ta, con người mình có nhiều những cái chức năng, có nhiều những cái sự việc mà chúng ta chưa khám phá ra hết. Và những khám phá này hầu như chưa có một đáp án nào trong cái lịch sử của con người đã tạo được một cái sự đột phá. Thì anh chị em biết rằng những nhà khoa học, những nhà xã hội học, tất cả mọi người trong cái lĩnh vực cuộc sống này từ xưa tới giờ đi tìm cái sức khỏe, đi tìm cái sức sống của con người mình. Làm sao chúng ta có sức khỏe, tránh được bệnh tật, rồi sống lâu. Thì cái điều này họ đã làm đủ thứ rồi. Những vị thiền sư toàn thế giới cũng đi tìm cái mục đích này. Và những nhà khoa học cũng đi tìm cái lĩnh vực này. Thì tất cả đều song song đi tìm những cái điều cần thiết nhất cho cuộc sống mình là sức khỏe và một cái định hướng trong tương lai để làm cái gì. Thì đầu tiên là chúng ta hãy nghĩ ngay là bộ não. Não bộ của người ta sẽ nắm giữ và quyết định những cái sự việc trong hiện tại cũng như tương lai. Nhưng mà nhà khoa học nói rằng cái não bộ chúng ta phát huy còn giới hạn quá. Rồi những vị thiền sư lỗi lạc trên thế giới cũng không khám phá ra được hết những cái chức năng của não bộ. Vì vậy chúng ta vẫn còn bị tổn thương rất nhiều trong cái lĩnh vực sức khỏe, cũng như là đối diện với những sự việc xung quanh, chúng ta phải hành xử như thế nào để tránh đi những sự tổn thương, tránh đi những cái sự mất mát, tránh đi những sự thiệt hại về tinh thần cũng như vật chất. Thì đây là cái điều mà con người chúng ta đã mất đi một cái, không hiểu ra được cái giá trị thực tế để chúng ta tìm được cái lĩnh vực này, và đôi lúc không biết tìm như thế nào. Thì có việc mà trở lại với vấn đề trong thời gian gần đây, 7 năm gần đây khi chú bắt đầu hướng dẫn cái kỹ thuật của NLG, thì chúng ta đã may mắn được cái sự hướng dẫn từ nền văn minh không gian giúp cho chúng ta biết một cái phương cách là để chúng ta nâng cấp tần suất hoạt động của não bộ. Và khi nâng cấp tầm sức của hoạt động của não bộ thì không phải chúng ta cải thiện vấn đề sức khỏe không, mà chúng ta cải thiện về mọi khuynh hướng. Tầm nhìn chúng ta rộng mở hơn, cái khả năng của chúng ta phát huy trong lĩnh vực sức khỏe cũng như thực hành trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt vân vân thì đã mang lại cho chúng ta biết bao nhiêu những lợi ích rồi. Nhưng vào thời điểm này cái sự mà phát huy đó, cái sự mà mình develop, mình phát triển nó còn chậm quá. Cái sự hiểu biết của con người trong lĩnh vực này còn giới hạn quá, chưa có đem ra để đáp ứng được cái nhu cầu rộng lớn của xã hội. Thì trong thời gian 1 năm gần đây thì anh chị em đã biết rằng năng lượng gốc đã phát triển trong cái lĩnh vực nhanh cực, rất là nhanh đó. Có thể nói hàng trăm ngàn, hàng triệu người đã học được rồi. Nhưng mà những anh chị em học rồi cũng chưa có nắm vững được cái kỹ thuật như thế nào. Rồi đôi lúc ngoài xã hội người ta cũng không hiểu như thế nào. Và đem lại những cái sự gọi là chưa có nắm vững, không hiểu rõ ràng. Vì vậy cái sự việc này đòi hỏi trong một cái thời gian nữa, khi những nhà khoa học, những nhà xã hội học hiểu rằng cái môn này nó có giá trị cho chính các vị đó, cho tất cả mọi người, thì chúng ta có thể là đi những bước nhanh hơn để mang cái giá trị lợi lạc cho cộng đồng, cho toàn cầu, để mọi người có thể sớm đón nhận được cái giá trị của cái lợi lạc của cái nguồn năng lượng vô biên này mà chúng ta NLG cũng như là từ từ chúng ta khám phá là chúng ta thấy được cái giá trị lớn hơn nữa. Đó là chú mong là trong thời gian sắp tới thì con người chúng ta sẽ hiểu ra được cái vấn đề này. Vì cái vấn đề này nó không có tốn kém, mà chỉ cần chúng ta thay đổi một số những cái tư duy, thay đổi để tìm hiểu ra những cái tần số của năng lượng của não bộ, tìm ra hiểu những cái tần số năng lượng mà chúng ta có thể áp dụng vào trong nông lâm ngư nghiệp để chúng ta có thể là nuôi trồng những cái loại thực phẩm không có bị hóa chất, không có bị những cái phần năng lượng của sinh học làm cho những cái động thực vật này nó bị tổn thương. Thì chúng ta sẽ có một nguồn năng lượng dinh dưỡng từ động thực vật tốt. Song song với đó là chúng ta có một cái hiểu biết là cái cách thức để chúng ta kích thích tế bào gốc của mình, đưa cái sự hoạt động của não bộ chúng ta gia tăng hiệu quả hơn, thì chắc chắn là mọi sự việc nó sẽ ổn định về tinh thần, ổn định về vật chất và ổn định về cái mái ấm gia đình. Khi con người ta, mọi người có tiếp cận với cái năng lượng hiệu quả hơn thì cái tầm nhìn chúng ta nó sáng suốt, nó không còn bị mờ ảo mà cũng không có nhận định một cách sâu sắc. Bây giờ người ta nghĩ rằng khi tôi làm là trúng đó, nhưng mà không có đạt được hiệu quả cao. Còn mai mốt thì chúng ta hiểu ra được, thì cái tầm nhìn chúng ta rộng rãi hơn, chúng ta sẽ nhìn được thấu đáo hơn và chúng ta phát huy, phát triển mọi lĩnh vực được cái lợi lạc lớn nhất để giúp cho cái cộng đồng của con người và cái quả địa cầu chúng ta giảm đi những cái chất hóa học, giảm đi những cái khí thải, giảm đi những cái sự ô nhiễm mà đã làm con người chúng ta bị tổn thương về tinh thần, về sức khỏe, về đủ mọi thứ hết chứ không phải là một thứ không. Thì trở lại một cái vấn đề là anh chị em biết rằng sau vài thập niên gần đây thì phong trào mà dinh dưỡng ăn uống thì người ta khuyến khích là nên ăn những loại thực phẩm tươi bổ và những loại thực phẩm được trồng theo một cái cách mới là trồng một cách là không dùng phân bón hóa học, thì để giúp cho cải thiện vấn đề sức khỏe. Mà cái điều đó thì nó quá đắt đỏ cho những người bình thường, chỉ dành cho một số rất ít cho những người giàu có. Nhưng mà cái việc cải thiện sức khỏe vẫn không đạt được cái hiệu quả như người ta nghĩ. Vẫn bị bệnh, vẫn bị đau. Và bằng chứng là anh chị em thấy đó, cái ông giám đốc của CEO của Apple là iPhone đó, ông chết quá trẻ, 56 tuổi đã chết rồi vì bệnh. Rồi biết bao nhiêu những nhân vật nổi tiếng bên đất nước Hoa Kỳ này nữa. Trong đó có con của Tổng thống Biden đó, 43 tuổi đã chết vì bệnh ung thư rồi. Và biết bao nhiêu người phải chết vì những cái bệnh mà còn rất trẻ. Họ thì tiền rừng bạc bể rồi. muốn ăn cái gì cũng có, muốn làm cái gì cũng được hết, nhưng tại sao phải bệnh, tại sao phải chết sớm như vậy? Đó là những cái lý do mà chúng ta thấy rằng cái tần suất hoạt động của não bộ của người chúng ta thấp, cái cách thức mà chúng ta lấy năng lượng vào không đủ để hệ thống y nhiễm chúng ta bảo vệ mình, thì cái bệnh trạng nó sẽ đến bất kỳ ai chứ không có riêng gì một người nào hết. Thì việc đầu tiên mà chú biết từ khi chú hướng dẫn NLG này, thì chúng ta cải thiện được cái tần suất hoạt động của não bộ và nâng cấp hệ thống miễn nhiễm, thì anh chị em thấy một sự việc nó hoàn toàn thay đổi hết. Thay vì những người bệnh có thể nói là không còn tồn tại nữa, nhưng khi thực hiện và sử dụng NLG thì sức khỏe đã thay đổi, cuộc sống thay đổi và trở lại trạng thái lành mạnh. Còn những anh chị em học NLG này từ từ sức khỏe cải thiện trở lại tốt hơn, và những anh chị em lớn tuổi còn trở lại kỳ thanh xuân nữa. Thì đây là một cái đáp án mà chú thấy rằng trong tương lai gần không ai có thể từ chối được. Và sự việc này mọi người sẽ đến để đón nhận, tại vì nó không có tốn kém và nó không làm tổn thương chúng ta về tinh thần, không làm tổn thương chúng ta về bất cứ hình thức nào hết, mà toàn là lợi lạc không. Chú mong rằng những anh chị em học NLG sẽ có một tiếng nói trung thực và có một cái sự việc để chứng minh hiệu quả, đó là cái thể xác của người học viên NLG. Nó khác biệt, nó trẻ trung. Cái cách nói chuyện, cách hành xử, cách giao tiếp của người NLG đầy đủ những cái yếu tố thân thiện. Đó là những yếu tố mà tạo cho tất cả mọi người một cái sức sống, tạo cho mọi người có một cái hạnh phúc thật sự mà tất cả mọi người trên thế gian này ai cũng mong cầu điều đó. Vì chú biết rằng cái chủ đề trong kỷ nguyên này chú trình bày đó là sức sống thanh xuân trường thọ. Và đây là chúng ta đã có kỹ thuật hết rồi, chúng ta đã có nắm bắt được những công thức đó hết rồi. Chỉ còn chờ đợi là chúng ta phát huy ra mạnh mẽ hơn để đem cho mọi người sớm nắm được cái kỹ thuật này để có được cái lợi lạc trong cuộc sống như chúng ta, những người NLG đã học, đang học và đang tiếp tục cải thiện trong cuộc sống của mình. Chúng mong rằng sự việc này sẽ sớm được tất cả mọi người hưởng ứng để chúng ta giải quyết những cái điểm khó khăn nhất mà chúng ta đang phải đối diện. Rồi con. Dạ. So Mr. Lee just add to that, and he said, our brain, of course, there's a lot more functions to it that we have not discovered fully, and none of us really have the accurate answer to create insightful breakthroughs in terms of this topic. Even scientists, Zen masters, etc. have been finding answers to this in order to improve our health, to prevent illnesses, and to reach a higher level of longevity. They have tried a lot of things so that we can improve in the future. But what we need to think about right now is how we can really explore how our brain works. So scientists said that the ways in which we see our brain and we have been using our brain has been quite limited still, and we haven't discovered all of its function. And when we look at it in this way, that's why we still end up with a lot of illnesses, and yet we don't know how to minimize it, we don't know how to prevent it, because we don't really understand the genuine quality, the genuine value of what is important and how we can get there. So in the past 7 years, when NLG is brought forward, we know that we have the capability to upgrade our brain so that we can have an high level of open-mindedness in a lot of different areas, so that we can bring about different benefits for ourselves. At the current moment, even though we are developing, we are doing this at a relatively slow pace, because our understanding is still very limited, and so we can't really accommodate for everyone in our society. And even with quite a few NLG practitioners, they come in and they learn about NLG, but they don't really, they don't really understand the technique of NLG precisely. So that's why, in terms of their application, it's still not that effective. So hopefully in the future, more people would learn about energy and know how to accurately implement it on a bigger scale, so that we can really get to enjoy the boundless benefits from NLG. It's not costly at all. It's not time consuming. It's only required us to change our cognition, to change our thinking and our perspective of how this works. And as we alter ourselves, we get to connect to the frequency of the NLG energy, and we're able to produce lots of different products without chemicals and without hurting the plants and the animals. Moreover, we'll have the technique to stimulate our stem cells and to bring our brain activity to a higher level. And this leads to stabilization of our spiritual health, of our financial successes, and as well as the happiness in our family. And once we understand this, our perspective of what this whole thing is will be a lot broader, allow us to develop even more, and really helps us to reduce pollutions and damages that has been going on for years and years in a lot of different aspects in our lives. And we know that for so many years now, we have been encouraged to eat fresh food, to eat organic food, etc. But these are the types of products that are just way too expensive. Probably those who are on the mid and upper income range can afford this, but it's not. It's definitely not for everyone. And even then, these people still suffer from a lot of different illnesses. We take, for example, very famous people pass away so young due to cancer and a lot of different illnesses. And these people, they're really rich and they can eat whatever they want. They can afford all of these organic food. But why does this still happen to them? Now, when we think about it in terms of energy perspective, it's because their energy level is way too low. And so the immune system can't really protect them. And from what I know is that energy is able to upgrade our brain activity and therefore increase our immune system and put it back to how it should be function, and that only brings benefits to ourselves and not harm. And so in the future, I would hope that everyone would come forward with very honest feedback, very honest testimony about NLG, and these evidence can be observed in our body, in our mental health, in our manner in which we treat other people around us after we've done NLG. And that's when genuine happiness is created, which is something that everyone on this planet long for. And with the three topics, vitality, youth, and longevity, it's are the topics that we will be able to implement in the new era. And so hopefully the process of these project would be a lot faster when everyone get to know and get to understand what NLG really is. That's all that. Rồi thì thời gian của chúng ta cũng đã hết rồi.